Phương Nursery, quá trời nhiều hoa giấy và cây giống luôn. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem cây nha, rất là nhiều. Hello ông chủ, hôm nay mình đi lên Phương Nursery ở trên Garden nha bà con. Cây giống rất là nhiều ở trên cái greenhouse, mình thấy quay hoa giấy đẹp quá. Hoa giấy đang chậu nhiêu vậy anh? 29 đồng nha bà con, một chậu hoa giấy. Rồi rồi mình đi vô mình quay cây giống cho bà con, ai muốn mua thì đi lên Phương Nursery nha. Rau ngò ôm để em coi cân chậu nhiêu đây. 6 đồng, tất cả các loại 6 đồng hết chị. Mấy cái này là 6 đồng, chậu lớn không á? Dạ, rau ngò ôm này 6 đồng chậu nè, mua chậu về trồng ăn đã luôn. Cái này mồng tơi này cũng 6 đồng luôn hả anh? Tất cả 6 đồng hết. Tại cái mồng tơi này là rau mồng tơi tím nha các bạn, lá bự nha. Còn mớp này á, tại vì một cái hai cái chậu gì đây là 2 dây nha. 2 dây này nó bò lên cao luôn rồi nè. Mớp nè. Mớp này mớp gì để coi. Mớp hương đó chị. Cái này là mớp hương. 2 cây 6 đồng mà nó bò lên bí, nó có 2 loại gì, một loại là bí tròn. Nó bò lên cao rồi. Bí nào bí thơm. Tốt quá, sao tốt luôn. Dạ, còn bí dài là bí nó thơm dễ sợ luôn. Thơm quá. Nó cái này là tiếng Mỹ không hả? Nó không có tiếng Việt hả? Cái này là cái gì cơ? Bí hả? Bí tròn. Bí tròn là bí dứa hả? Ôi. Là bí dứa hả anh Phương? Đúng rồi chị. Ở đây có bí dứa luôn. Wow, cây bí dứa này đẹp quá. Một chậu 2 cây 6 đồng nha các bạn. Bí dứa nấu ăn rất là thơm. Rồi cái chậu bằng giấy đẹp quá luôn. Để mình quay cái chậu hoa giấy nè các bạn ơi, nó đẹp quá trời luôn. Wow, tốt quá trời luôn. Cây nè, cái này 2 cây bự lắm. Cái giống này mình rất là thích luôn á các bạn. Cái giống này á mình hái á, chừng một gỗ nhỏ thôi là được một cái nồi canh luôn. Khổ qua này, khổ qua xanh hay là khổ qua trắng vậy anh Phương? Khổ qua xanh. Còn cái này là rau rau tần dài lá. Wow, ở đây có đậu rồng luôn bà con ơi. Dạ, đậu rồng 3 tháng. Cái này là bạc hà. Cái cây đó cây gì hả? Cây đó chị chưa biết luôn. Bữa nay xe mình hư rồi, Lisa chở mình đi nè các bạn. Mình ghiền đi nursery. Cái này là ngò gai, cũng 6 đồng luôn. Rau ngò ôm năm nay của Phương tốt quá. Rau ngò ôm rất tốt luôn. Một chậu 6 đồng. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rau ngò ôm nhiều lắm luôn, tốt lắm. Cái rau ngò ôm này mình rất là thích luôn á. Cái này mà mình mua một chậu về nấu canh chua, kho cá. Hồi ô nó tốt gì đâu luôn á. Quá trời tốt luôn. Có bạc hà luôn, lá lớn. Còn vô đây là đậu bắp nè. Cây này cây đậu bắp bự rồi nè. Đậu bắp. Rồi rau thơm. Mình đi đang quay dưới đây mà mình thấy mấy cây hoa giấy đẹp quá. Quá xa đẹp luôn mà. Ở dưới mình nhìn lên rất là đẹp mà hình như nó bị hơi chói nắng. Dạ, để hồi em đi vô trong em quay về ra đi. Đây rau rất là tốt luôn. Tí tô rau thơm. Cái cây cà pháo này tốt quá. Tại vì họ ương từ cây á, thì nó mất công cho nên người ta ương mỗi một chậu gì đây 2 cây luôn. Rất là bự luôn. Đây là cà trắng nè. Cà trắng là cà pháo. Ý ơi, cái này năm nay ở đây có rau mơ á các bạn. Cái này là rau mơ mà rau mơ lông á.
cái này nhà mình có nè. Cái này mùa lạnh á, nó ngủ thôi, rồi mùa đông nó sống lại nha các bạn. Năm nay ở trong Phương có rau mơ luôn, rất là nhiều rau mơ. Rau mơ này ăn với thịt luộc ngon lắm, rất là thơm. Lá cẩm một chậu cũng 6 đồng luôn. Này lá cẩm để nấu xôi. Wow. Mình đứng từ cái góc đằng này mình quay ra ngoài kia nè các bạn, coi hoa giấy nè. Một chậu 29 đồng. Quá xá đẹp luôn. Wow. Cái này hoa không mà không có lá. Công nhận họ chăm sóc sao hay quá ha. Ồ đẹp quá các bạn ơi. Nè. Nè. Đẹp dễ sợ luôn. Còn cái này là bầu sao. 2 dây 3 đồng. Ồ 2 dây 6 đồng chứ. Ồ cái này là 3 dây, 3 dây 6 đồng. Ồ. Cái này một chậu gì đây 6 đồng. Dạ cứ 6 đồng hết á. Trời ơi nhưng mà em thấy ở trong đây ai á. Cái này nè các bạn ơi, mình mách cho các bạn nè, có cái chậu 3 dây. Nhưng mà các bạn nào đi sớm đi, mình thấy có cái chậu nó 4 5 dây luôn nên nè, cái chậu này 2 4 6 7 vậy. Này là 7 dây các bạn. Thôi chắc mình lấy cái chậu này đi. Nó có nhiều chậu ấy nữa nè. Ô mà nó nhiều chậu lắm bà con ơi, cái này là 6 đồng nhưng mà ở trong đây rất là nhiều hạt, 2 4 6 dây luôn. Thường nếu như đúng thì chỉ có 3 dây thôi, nhưng mà nhiều khi người ta lỡ tay á, người ta bỏ vô đây 5 6 dây luôn nè. Cho nên mà ai đi sớm đi lựa những cái cây có nhiều. Bầu sao rất là nhiều nha các bạn. Có chậu là 6 7 dây luôn. Mình hồi nãy mình lấy được chậu 7 dây. Còn cái này là cải. Cái này là cải gì vậy anh? Ờ cải bẹ chua. Cải bẹ chua là cải gì mình chưa biết luôn. Một chậu này cũng 6 đồng nhưng mà mua cái chậu này nè cả mấy chục cây về, bà con tước ra từng cây á, trồng được rất là nhiều á. Cải bẹ chua là cải gì ta mình không biết luôn ta. Còn này là đậu gồng. Ủa đậu gồng này một chậu. Ủa anh Phương, cái này đậu gồng này một chậu gì đây, nó có một cây là nhiêu anh Phương? À, cái nào cũng 6 đồng hết. À, cái chậu này nó có 1 dây có, 2 dây có. À, nào cũng 6 đồng hết các bạn. Cái này đậu gồng 3 tháng nha các bạn. Nếu như ai muốn trồng đậu gồng 3 tháng, Phương Nursery có rất là nhiều. Năm nay là chủ ương chắc chắn là 3 tháng nha bà con. Nhưng bà con mùa này là tới mùa trồng cây, trồng rau. Cho nên là vô trong đây rất là nhiều người đi mua cây giống luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cây giống năm nay ở Phương rất là tốt. À, em đi lại cái góc đằng này em quay ra ngoài kia đó. Các bạn đi vô trong đây mua giống cây trồng xong, rồi các bạn có thể mua cây kiểng luôn nha. Ở trong đây mình thấy có cây mai luôn đó nè, nhiều loại cây khác nữa mà mình không biết tên. Đẹp quá. À, hôm nay xe mình hư rồi cho nên là Lisa chở mình đi. Hai Lisa. Ủa mai là nó màu vàng mà, cái này mai chiếu thủy là màu tím mà. Không biết cái này lấy gì nha. Sao? Linh Sa. Ồ, tưởng mai chiếu thủy. Lisa nó cây mai chiếu thủy. Vậy hả? Mai chiếu. Cái này là cây Linh Sa. Cái này là nó đặc biệt cho cái gì ha? Nó bonsai gì? À cây bonsai thôi. Rất là cây rất là đẹp luôn. Sao uống hay vậy ta? Ừ, uống hay nè. 600. Chị. Quay trong đây nè, lên xăm này mai mốt nó ra bông vậy nè. Thấy khi mà mùa xuân á. Wow, cái cây này nè các bạn. Cái cây mình đang tới cái lúc mà nó ra bông. Ồ, nó ra bông mùa hả? Mùa xuân ra là nó ra màu. Nó đẹp. Ồ, oh, đúng rồi, cái mùa xuân là nó sẽ về đây. Dạ. Em kiều anh đẹp quá. Dạ. Dạ. Wow, trời, hoa giấy luôn các bạn ơi. Để mình đi qua cái đường này cho các bạn xem nè. Có cái chậu màu trắng, màu hồng luôn. Còn cái này là màu hồng không, rất là nhiều luôn. À, đi qua bên ổi bên kia nữa để mình quay cho các bạn xem nguyên một cái dãy hoa giấy này
xong rồi mình sẽ dẫn các bạn đi qua bên cái vườn ổi nha. Ồ, rất là đẹp luôn, đẹp quá. Mình rất là thích cái hoa này nè các bạn. Mình rất là thích cái hoa này. Hoa này mình rất là thích, đẹp lắm. Quá. Ôi, ở trong đây là ngút ngàn hoa giấy luôn, nhiều lắm. Cây mai này 295 đồng. Đây có nhiều bạn nói quay cái tên mai Đại Lộc 295. Mùa này mà nó còn hoa quá chừng luôn, 295 đồng. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi trong cái greenhouse thứ hai là ổi nữ hoàng, 99 đồng một cây nha các bạn. Ổi nữ hoàng nữa, nữ hoàng ít hạt, đa số là hình như nó không có hạt luôn các bạn. Nè, cái dãy này là ổi nữ hoàng không nè. Rất là nhiều nữa các bạn. Bữa nay mình đi thời tiết hơi xuống nhiệt độ. Ồ, cái greenhouse này mình thích quá. Phải mình có được cái greenhouse gì đây ngon lành ha. Cái greenhouse này trồng cây nữa. Ở nữ hoàng ở đây cây cao, các bạn mua về là năm nay có trái luôn nha các bạn. Bữa hổm mình lấy cây về nó có bông rồi, mình bỏ phân vô bữa nay nó có bông rồi. Nữ hoàng. Cái này cũng là nữ hoàng luôn. Còn cái này là mận gì đây? Ờ, cái này là không có tên. Rất là nhiều mận. Ổi nữ hoàng 99 đồng. Mận xanh 79. Mình rất là thích ổi nữ hoàng này. Ổi nữ hoàng này ăn giống như là cái giống nào mà không có hạt ấy, mình rất là thích. Tại vì mình bị đau bao tử, mình không có thích ăn ổi có hạt. Bữa hỏi mình lấy một cây á các bạn, về cái mình bỏ phân vô, bữa nay nó ra được mấy cái bông rồi, thấy cưng lắm nha. Rất là nhiều ổi nữ hoàng từ đây vô tới trong đó luôn nè. Trà cốc 75 đồng một cây nha các bạn. Trái quá trời trái luôn. Cái này mà ginh về là có trái ăn luôn. Quá trời nhiều lắm. Cây tốt. Bữa hổm mình lên trái nhiều lắm mà bây giờ mới có 2 tuần thôi mà nó ra bông luôn á các bạn. Dạ 38 đồng. À trời cốc luôn. Cái mê. Bữa hổm mình cũng quay rồi. Rồi mình vô đây mình thấy cốc là mình mê quá. 75 đồng. Để mình đi hết cái đường này luôn nè, hết cái dọc này, cái đường này cho các bạn xem luôn. Cây nào cũng có trái chăng nè. 75 nè. Ồ, thấy mê luôn chưa. Quá trời trái luôn. Mê quá. Nhiều lắm luôn. Phương nursery là hình như mình ghiền cái nursery nè các bạn ơi. Mê quá, tại vì cây tốt với trái nhiều quá cho nên mình mê lắm. Cái này bữa hổm á các bạn, mình chỉ thấy trái thôi mà có 2 tuần thôi mà nhảy ra đây một cái hoa nữa nè. Hồi nãy quay mấy anh kia, giờ đi qua mấy anh này quay ra, mé nào cũng có trái hết, bên nào cũng có trái hết, thấy hàm à. Quá trời luôn, chủ vườn hay quá, tìm những cái cây giống tốt về cho mọi người tới đây mua về trồng. Thấy có cây thần kỳ luôn, là 59 đồng một cây thần kỳ. Cây thần kỳ này nhà mình có một cây á, ăn nó rất là ngon, nó ngọt. Cái trái nó gì đây nha các bạn, rất là nhiều luôn. Bộ lần á, ở thác xịt của mình toàn là giống thường không à, mà bây giờ chủ vườn đi về những cái giống giống như là ổi không hạt rồi đó các bạn, rất là quý luôn. Rồi mận hồng sóc trăng, mận hồng sóc trăng cái giống nó rất là ngon các bạn, 4 trái 1 ký. Như các bạn cũng biết đó, là tại vì mùa lạnh nó mới vừa đi qua nè. Cái cây này cũng 75 đồng luôn nè. Chàng ơi, mà chỗ này coi nè, 5 trái, ở trên đây 1 trái nữa là 6 trái các bạn.
Trời ơi, cây ổi này 75 đồng. Mua về ha, được 6 trái ăn thôi cũng đủ vốn rồi các bạn ơi. Nè, cưng ơi, trang chỗ này không là 5 trái nè. Nè, nhiều lắm luôn á, ổi 75 nhiều lắm. Còn ổi nữ hoàng mà ít hạt, coi như là không hạt luôn, nó có vài hạt thôi, thì 99 đồng. Còn mấy cái cây xoài này á, là nó 100 đồng, nhưng mà nó đang có bông luôn các bạn nha. Mình cũng không có gành về xoài mấy, cho nên là mình quay cái tên nha các bạn, mình quay cái tên cho các bạn nhìn nha. Chân chỗ này nè, có hai cái trái nè, thấy cưng không? Trái rubber, hai trái ở đây luôn. Nói chung ra là thấy hình như là cây nào cũng có hoa hết, nhưng mà có trái thì cũng có một số cây có trái nha các bạn. Cây này cũng 75 đồng nè bà con, đang có hai trái luôn nè. Nói chung ra là mua về là có trái ăn liền luôn. Cây này cũng có trái luôn. Biệt ở trên tiệm Phương này á bà con, có bán đào hoa đó, cây hoa đào này nè, nở rất là đẹp luôn. Cây bự gì đây đó là cho 75 đồng, còn cây vừa vừa thì 65 và 55 nha các bạn. Rồi mấy cái cây này chủ đã trồng xuống dưới luôn nè. Nè, ở đây có bán cái giống này nè, 75, 65, 55, rất đẹp luôn. Bữa nay trời lạnh cho nên nó hơi vàng chút xíu mà nó cũng không tệ, nó đẹp lắm. Cây màu hồng này cũng tuyệt vời luôn. Cây này chủ cũng trồng xuống đất luôn. Tháng này là tháng 3 rồi, bữa nay là 20 tháng 3 rồi mà hoa vẫn còn nhiều. Chỗ này là tắc nha các bạn. Trên Thái đó, cưng coi coi giá nhiêu vậy Lisa. Trái quá chừng trái nha bà con ơi. Một cây gì đây 65 đồng. Đây để mình quay cái tên luôn. Hôm qua hôm kia có người nói là nhớ quay cái tên, rồi em hôm nay em sẽ quay tên cho các bạn xem nha. Đây, đây, đó, tên của nó gì đây nha các bạn. Cây 65 đồng mà nó có trái con li ti quá trời luôn nè. Mùa lạnh mới vừa qua, cái tay của em làm vườn cho nên quá trời cái tay em rồi các bạn ơi. Còn cái này là chanh số 8. Chanh số 8 này cây nhiêu cưng ly gà có thấy không? Nói chung ra là tắc đang có bông, có trái con rất là nhiều nha các bạn. 65 đồng nè. Rồi chanh hồng, cây nào cũng có trái chứ. Rồi có quýt tăng gardin luôn. Quýt tăng gardin. Rồi cây này là cây gì? Cây này là cũng chanh số 8 luôn. Cây sung rất là nhiều. Cây sung này bự hết trơn à. Cái này cao khoảng 6-7 feet rồi. Mua về cũng nè các bạn, cái quýt tăng gardin này ăn cũng ngon lắm đó các bạn. Cái đó là chanh Thái. Các bạn coi mấy cây sung nè, lớn dễ sợ luôn không? Nè, cao khoảng 5 feet rưỡi. Cây thật tốt luôn. Có mấy cái cây kiển này nó rất là đẹp luôn. Mình cũng không biết tên gì nữa, cho nên mình quay cho bà con xem thôi nha. Cây này thì mình nghĩ chắc thời gian nó lâu lắm luôn rồi, nó bự lắm. Hai cái cây này rất đẹp luôn nè các bạn ơi. Rồi, em quay là cho bà con ai mà thích cây kiển đẹp lên Phương Nursery mua nha. Rất là nhiều luôn. Để em kiếm cái tên coi. Rồi cái này có tên có tuổi luôn nha các bạn. Có tên có tuổi, có số điện thoại luôn. Fan như nè. Nhưng mà cái cây này mình không biết giá nhiều nha. Mình quay cái tên rồi mình quay cái chậu để mình sửa gán, mình đi xung quanh cái chậu này mình kiếm cái giá tiền coi. Coi coi mình có thấy giá tiền, cưng nhìn coi có thấy giá tiền hai cái chậu này không chị Lisa? Ở có kìa, trên cái miệng chậu kìa. 1.600 hả? Cái cây này hồi nãy mé bên kia mình không thấy, vừa qua đây mình thấy rồi, 1.600 nè các bạn.
quá chừng đẹp luôn. Người Mỹ người ta cũng đang đi vô coi nữa nè. Nè, cái ngọn nó lên tới 3-4 ngọn luôn các bạn. Đây, đây là cái chỗ sản xuất ga. Và cái tên và cái giá ở đây, cái chậu 1/100 gallon. Cây này 1.500.000 nha các bạn. Bán rất đẹp luôn. Rồi mình sẽ qua bên dòng mé bên kia nữa. Nói chung ra là mình thấy trong đây rất là nhiều rồi, nó lớn nữa thì mình quay. Cái cây này tiếng Mỹ kêu là cái cây màu tím này nè. Cái cây này hình như là tên của nó là Redbud phải không? Đúng rồi, cái cây Redbud nhưng mà nó có màu trắng với màu tím. Mở cây ra màu tím, cái cây này 395 đồng này là cho cây Redbud nè. Redbud rất là đẹp. Mình thấy cái cây này 395 thì mình theo như mình đi quay á, thì cái chỗ này giá ok nè. Chứ hồi lúc trước mình đi quay có cái chợ bán cây bự gì đây là mình thấy tới 500 mấy á. Cây này 300 mấy được nè. Cái bông của nó gì đây nè các bạn. Cái này chậu 40 gallon nha. Cây cao tầm 10 feet. Cây này mình cũng không biết tên. Ồ, cây này là cây lá đỏ luôn nè. Cây này là cây bắp bồ luôn hả? Ồ, đẹp quá trời. Cái tán của nó đẹp quá. Cây này 1.800. Cây này nó bự quá cho nên là chủ vườn người ta thành thạo tiếng tên của nó cho nên không có để cái chữ ở trên đây. Bắp bồ 1.800. Rất là đẹp luôn. Cái này mình thấy cũng đẹp nữa nè. Mà mình không có biết tên thì mình quay cho các bạn xem đi. Nè, cái cây nó gì đây nè. Đây là cái tên mà mình không có giống như là mình không có gành gì cây kiểm đó, thì mình quay. Cái chậu này khoảng cái này chắc 10 gallon. Chậu này 10 gallon. Bên này cũng là Redbud luôn nha các bạn, nhưng mà ở bên kia là màu tím. Còn ở bên đây là màu trắng nè các bạn. Hoa rất là nhiều đẹp lắm các bạn ơi. Cái này mà ai mà yêu thích nó trồng cây, mình mua 2 cây á, để trước cửa nhà rất đẹp luôn. Cái hoa này mình thấy lâu tàn lắm. Hôm nay mình đi quay nhiều lần rồi mà mình thấy hoa nó vẫn còn nằm ở trên đây. Quá trời hoa luôn. Redbud. Ông rất là nhiều. Cái chậu này 40 gallon nha các bạn. Rồi để mình quay xuống cho các bạn xem cái chậu luôn và cái giá tiền luôn. À, cái này là 395 đồng. Chậu 40 gallon. Ở trong đây chủ vườn có hai màu luôn nha các bạn. Màu trắng với màu tím luôn, màu nào mình thấy cũng đẹp hết trơn luôn nè. Cây mộc. Nhà mé bên đây là Magnolia nha các bạn. Cái cây này cái hoa màu trắng. Nhưng mà mùa này thì nó chưa có hoa. Cái cây này, một cái chậu này 40 gallon là cho 395 đồng nha. Cái cây này mình thường thấy ở trong mấy cái shopping center của Mỹ á. Họ trồng á, tới mùa ra hoa rất đẹp luôn. 395 đồng cây. Rất là nhiều luôn. Còn đây là tên của tiệm Phương Nursery Garden nha các bạn, thắt xịt. Hồi nãy giờ mình quay gần cho các bạn xem cây mà nó đẹp quá. Bây giờ mình sẽ quay một vòng tròn, rất là đẹp luôn. Vô đây chụp hình. Dạ, em đi quay chia sẻ vườn của Phương Nursery ở Garden nha các bạn. Tới đây em xin dừng clip. Em cảm ơn ông bà cô chú bác và các bạn đã xem video của em. Đừng quên cho em xin một like và